Kính thưa quý vị, Hoài Đức Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đầu tiên chắc chắn sẽ là sự xuất hiện của một nghệ sĩ thần tượng. Đây chính là động lực lớn nhất để hai người chơi ngày hôm nay chế biến thật nhiều món ăn ngon dành tặng cho thần tượng đó. Thần tượng ngày hôm nay của chúng tôi là một nghệ sĩ từng là một thời thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ và bây giờ anh ấy sẽ xuất hiện ngay tại khu bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của nam ca sĩ điển trai, nam thần trong lòng tôi, ca sĩ Lâm Hùng. Wow, em mời anh. Chào anh. Chào em. Trời ơi, thiệt á, nắm tay ảnh mà thấy đã dễ sợ quý vị ơi. Ảnh nói chung là anh rất là phong độ. Không biết là bí quyết làm sao để có thể giữ mãi cái nét thanh xuân trên gương mặt của anh ạ. À, chắc trước khi trả lời câu hỏi của em, Lâm Hùng xin gửi đến tất cả quý vị đang xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao là chào thân thương nhất. Dạ. Cái tại anh đẹp bẩm sinh. Đẹp bẩm sinh anh. Nhưng mà có nhiều người đẹp bẩm sinh mà người ta không biết gìn giữ anh. Người ta phung phí cái nét đẹp đó, đâm ra là qua thời gian thì bị hao mòn. Như anh nè, anh Lâm Vũ nè, anh Lý Hải, anh Châu Gia Kiệt, anh Hàng Thái Tú. Đó là một lứa những người anh của em á, là bây giờ đến thời gian hiện tại nè, ai cũng phong độ hết, ai cũng đẹp nhất trong lòng em hết. Dạ. Mà cái da mặt rất là đẹp nữa. Bí quyết làm sao vậy? Tại anh make up á. Ủa vậy hả? Thật ra thì mỗi một người có một cái cách chăm sóc riêng. Dạ. Anh thì anh không có suy nghĩ nhiều thì mình cũng bớt già. Đó, mà có bao giờ anh được fan hâm mộ mà nấu ăn cho mình ăn chưa? Có fan hâm mộ cũng lâu năm lắm. Dạ. Ngày nào cũng nấu, vợ anh thôi. Vợ anh thôi, giờ hấp thụ vậy hả? Thôi bây giờ mình thử một cảm giác mới hơn nữa nha. Đó chính mà là những fan hâm mộ là vợ mình nấu là mình không dám chê. Dạ, có nhiều rồi. Khi không ngon cũng phải ráng ăn mà ăn đúng. Cái mặt kỳ lắm. Thử chê coi rồi nhịn luôn đó. Nhịn nhiều chuyện lắm. Dạ. Theo dù sao thì nấu ăn bằng cả tấm lòng, cái đó mới là cái vị ngon nhất đúng không anh? Và bây giờ chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn tại khu vực phòng khách. Xin mời anh Lâm Hùng ạ. Hy vọng lát nữa đây anh Lâm Hùng cũng sẽ chia sẻ thật nhiều cái kỷ niệm về ẩm thực hay là về gia đình của mình, đặc biệt là cái khẩu vị, để cho hai bạn fan hâm mộ có nhiều cơ sở và dữ liệu hơn để nấu ăn thật ngon cho anh. Và bây giờ xin mời quý khách hãy đặt hàng món ăn với nhà hàng của chúng em với hai tờ giấy ở trên bàn. Xin quý khách hãy ghi ra tên của hai món ăn mà anh đang mong muốn được thưởng thức nhất trong ngày hôm nay. Ồ. Dạ. Đây, một người con của anh là người miền Tây. Đất miền Tây. Anh phải món miền Tây nè. Không. Miền Trung. Ủa gây kỳ à? Em không biết nha, tùy anh thôi. Thì có thể là thí dụ mình thích miền Tây thì mình ghi những món miền Tây. Hoặc là mình ăn ở nhà nhiều quá rồi bà xã nấu rất nhiều món miền Tây cho mình ăn rồi. Ngày hôm nay mình muốn đổi vị một tí, mình chán cơm mình thèm phở chẳng hạn. Đó, cái mình ghi vô, mình thưởng thức miền Trung, miền Bắc, miền nào cũng được. Miền Tây Bắc tụi em nấu cũng được luôn. Dạ, rồi anh up cái tờ đơn đặt hàng xuống. Anh cũng xin bật mí là hồi xưa cũng khoảng 5 năm anh, lúc anh còn làm, trước khi làm thuyền trưởng là anh cũng là đầu bếp. Ủa vậy anh? Tại vì ngày xưa gia đình anh là vận tải hàng trên sông. Dạ. Anh là thuyền trưởng hồi xưa, trước khi làm thuyền trưởng là anh làm đầu bếp. Dạ. Mấy bữa anh nấu là ở trên tàu đi lên bờ ăn hết à? Tại vì nấu dở không ăn hết. Hay hen, đúng là cái duyên đưa đẩy. Đúng từ rồi. Đầu bếp qua thuyền trưởng. Thuyền trưởng xong cũng có chất giọng và năng khiếu ca hát, tự nhiên cái duyên đưa đẩy mình làm ca sĩ luôn. Đúng rồi. Dạ, rồi từ đó bà con miền Tây khoái anh dữ lắm luôn á. Và bây giờ xin mời anh Lâm Hùng chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay, hai bạn nữ rất là xinh đẹp, cũng rất là trẻ tuổi nhưng mà thường xuyên nghe nhạc của anh Lâm Hùng nha. Xin mời quý vị chào đón hai bạn gái, đó chính là Hoàng Nghi và Tuyết Thanh. Đây, đây, chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Giới thiệu với anh Lâm Hùng, Hoàng Nghi nè. Dạ. Em ấn tượng, em yêu mến anh Lâm Hùng ra sao? Dạ là hồi xưa là mẹ em mở quán cà phê, xong rồi hồi đó em còn nhỏ lắm, xong rồi mẹ em cứ mở nhạc của anh Lâm Hùng, xong rồi cái em nghe riết em cũng thuộc được một hai câu. Một hai câu? Đâu em nhá nhẹ một hai câu cho anh nghe, anh đoán xem bài gì ta? Thì thôi tôi xin chỉ chúc em được hạnh phúc, còn tôi xin quên đi kiếp rong chơi kẻ đa tình. Rồi, bài top hit của anh luôn á, kẻ đa tình. Ngày xưa tôi cũng muốn tôi yêu em bằng cả con tim tôi, nhưng vì khóa tim tôi chia làm đôi.
Cảm ơn em. Hay, trời ơi, giọng ảnh y chang trong đĩa rồi. Luôn, ảnh hát hay như nuốt đĩa vậy đó. Còn với Tuyết Thanh thì sao nào? Dạ, thì ký ức với anh Lâm Hùng á, lúc hồi nhỏ nhỏ á, trong mở tivi mà nhỏ nhỏ đó, xong rồi chạy ngang lướt thấy anh Lâm Hùng đẹp trai quá, đó mê trai rồi. Sau bao nhiêu năm giờ gặp lại, ảnh vẫn đẹp trai. À, có nghĩa là thấy anh Lâm Hùng biểu diễn ở trên tivi rồi hâm mộ. Em là người tỉnh nào? Dạ, em là người tỉnh Long An anh. Chắc chắn là hai bạn cũng đã từng nấu ăn ở trong gia đình của mình rồi đúng không? Dạ. Dạ, còn Nghi thì sao? Món sở trường của em là món gì? Mặn, ngọt, chay? Dạ, em thích nấu mì gói. Ừ, rồi, hiểu ha. Anh Lâm Hùng bình yên nha anh. Có khi bữa nay anh làm chục bạch đó. Không, anh nghe xong anh đổ mồ hôi luôn á. Chứ bữa nay anh order hai món ăn đó. Hai bạn phải cố gắng làm sao để nấu thật là ngon dành tặng cho ảnh, để anh còn toàn vẹn nhan sắc của mình để còn đi hát đi diễn nữa nghe. Dạ. Nhưng mà để mình lật ra được cái đơn đặt hàng này cũng như là tìm kiếm những nguyên liệu cũng như là chọn cái phần bếp của mình á, là phải trải qua rất nhiều vòng thử thách. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Nha. Bây giờ cầm bảng lên nè, mình trả lời câu hỏi đầu tiên với ba từ khóa sau đây. Mình hãy giành lấy quyền trả lời đầu tiên để lật cái ô từ khóa. Lưu ý, một trong ba ô từ khóa này sẽ có một cái huy hiệu thần bếp để chúng ta có được một đặc quyền riêng, mình muốn sử dụng lúc nào cũng được, hoặc là có thể yêu cầu anh Lâm Hùng và anh đứng vô bếp nấu giùm em luôn cũng được. Ghê. Dạ không, em nói giỡn. Rồi, chuẩn bị câu đầu tiên nha. Ở Đà Nẵng có món gỏi nổi tiếng nào sau đây? A, gỏi cá Nam Ô. B, gỏi cá Nam Long. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin mời xoay đáp án ra. Gỏi cá Nam A. Ủa là cái gì? Ờ đó, phải ghi là loại gỏi cá Nam Ô nè. Dạ đó. Em ghi nó gỏi cá Nam, cái anh đếm. Ừ, Nam nhưng mà em thấy chữ Ô là chưa có. Em làm ta giật mình á, người ta chưa kịp ghi em làm ta hết hồn. Thì phải ghi kịp, bạn này ghi kịp nè. Bạn này dạ ghi không, kịp chữ Ô nè. Cái này thiếu cái dấu thôi à. Trời ơi, ăn gian kìa, hết giờ rồi cô à. Trời ơi, công nghệ làm sao qua được công nghệ VAR của mắt trọng tài được. Không mà đọc được chữ này cũng cũng hay cũng, à. Cũng hay lắm á. Em cũng thông minh lắm nha. Ừ. Nhưng mà rõ ràng là với đáp án của bạn Thanh á, là nó hợp lệ hơn, nó rõ ràng hơn. Chúc mừng Thanh. Gỏi cá Nam Ô có hai loại là gỏi cá khô và gỏi cá ướt. Tuy cùng một nguyên liệu nhưng cách chế biến hai loại gỏi cá này tương đối khác nhau. Đối với gỏi cá khô thì sau khi sơ chế xong và đợi cho cá ráo nước sẽ được trộn với thính, vừng rang, lạc rang, bánh tráng nướng giã nhỏ cùng nhiều gia vị đặc trưng khác. Còn đối với gỏi cá ướt thì sau khi đã được làm sạch, cá trích sẽ mang ướp với gừng, riềng, tỏi và ớt băm nhuyễn rồi ngâm trong nước dùng, pha với nước mắm. Thanh giành được quyền ưu tiên lựa chọn một trong ba cái ô này. Để lát nữa đây là anh Lâm Hùng sẽ giải thích cái bí mật đằng sau đó. Dạ. Em chọn ô số 1 à. Ô số 1, xin mời ô số 1. Say nhưng vẫn thích. Đây là cụm từ khóa liên quan đến cuộc đời của anh Lâm Hùng. Say nhưng vẫn thích. Say có nghĩa là uống chất cồn vô mà anh nói anh mới kiêng chất cồn mà ta. Vậy anh say gì? Say tình. Ôi say tình. Hợp lý. Em không biết là chị nhà có xem được cái này không? Có thì trước đi cũng phải thông cảm cho cánh đàn ông chúng tôi phải có quá khứ đúng không anh? Hồi nãy em không nghe em gái hát bài gì hả? Kể ra tình. Ờ. Ủa là bà đó là anh ưng là tại vì nó là con người của anh luôn hả? Hồi xưa thôi chứ giờ không dám. Dạ dạ, ai dám đâu, em đâu dám. Anh hay lưu diễn trên thành phố Tây Ninh. Dạ. Anh thích, rất thích cái món bánh canh Trảng Bàng. Bánh canh Trảng Bàng. Nhưng ở Tây Ninh mà có lẽ dùng miền khẩu vị trên đó người ta thích để bột ngọt nhiều. Dạ. Và mỗi lần anh ăn bột ngọt nhiều thì anh bị hay bị mỏi cổ gáy như này. Dạ. Nhưng mà anh vẫn thích. Như vậy là chúng ta đã thấy được cái khẩu vị qua sự chia sẻ của anh ấy, có nghĩa là anh ấy say bột ngọt nhưng đặc biệt chỉ có cái món bánh canh Trảng Bàng là anh dù có mà bị dị ứng, bị cứng cổ cỡ nào cũng ráng ăn cho nó hết là vì nó ngon quá. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 2. Khổ qua rừng còn có tên gọi khác là gì? Câu này thì không có ABCD nên các bạn hãy cố gắng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Mướp đắng. Còn bạn? Em không có đáp án. Bạn trắng. Như vậy thì khổ qua rừng còn có tên gọi khác nữa là mướp đắng rừng. Khổ qua rừng hay còn gọi là quả mướp đắng rừng thuộc họ bầu bí, quả ăn được. Khổ qua rừng được xem là bài thuốc dân gian quý giá, có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh hiệu quả như đái tháo đường, béo phì, mỡ máu, men gan, mất ngủ. Nghi thiếu chữ rừng. Đâu có cái tim là rừng. Dạ, rừng là tim hả? Cây hay cây đẻ thêm rừng. Hả? Em ăn gian vừa thôi. Giờ rồi mà em đòi cơm thêm hoài vậy em. Nhưng mà rõ ràng là với đáp án vừa rồi á, là bạn Nghi á, cũng chiếm ưu thế hơn. Nên chúc mừng bạn giành đấy quyền lật ô số. Chọn ô số đi ạ.
Dạ, số 2. Có là sẽ bỏ. Khẩu vị của anh không thích hợp với mùi của ngũ vị hương. Thường thì không có ngon. À, không có ngon, tại vì nó béo, cái vị nó khiến cho mình cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Rồi, các bạn lưu ý nha, lát nữa mình nấu cái gì không biết là món gì, nhưng mà đừng bỏ ngũ vị hương vô, đừng bỏ bột ngọt vô. Cảm ơn anh. Và bây giờ chỉ còn một ô số thôi, thì ô số 3, ô số cuối cùng, chúng ta sẽ trải qua một cái thử thách khác để phân định xem ai giành lấy quyền ưu tiên vào huy hiệu thần bếp vẫn chưa xuất hiện mà. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đã quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao và bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng tại vòng đầu tiên để cho hai người chơi giành lấy quyền lật ô cuối cùng. Và không biết là anh Lâm Hùng sẽ thể hiện như thế nào khi trên tay tôi là 5 cái từ khóa đang trong vòng bí mật. Nhiệm vụ của anh Lâm Hùng hỗ trợ người chơi đó chính là sử dụng ngôn ngữ hình thể của mình để có thể gợi ý cho hai bạn biết được rằng đây là từ khóa, là động từ hay là danh từ gì. Anh phải cố gắng là diễn tả cho thật là chính xác. Nhiệm vụ hai bạn là phải đoán ra cho đúng cái từ khóa nha. Thí dụ từ đúng mà bị sai thứ tự là còn không được, phải cố gắng nói cho thật là đúng. Bây giờ từ khóa đầu tiên nha, anh Hùng không được nói nha, anh chỉ được diễn tả thôi. Ồ, hai bài diễn. Đi cắt quốc. Hả hả? Không đúng. Mình đơn giản hóa nó đi. Mình đơn giản hơn nè. Đi. Bước đi. Hả? Bước đi. Không phải, gần đúng rồi. Ráng đi lên. Bộ. Chính xác, đi bộ. Đi bộ nha. Được một từ khóa rồi. Như thấy, người ta thấy là sao? Bỏ bỏ, không cho thấy mà. Em không cho thấy đâu. Này. Anh tả đi, anh tả đi. Anh tả đi. Hít thở. Trời hay. Anh chưa thở. Chưa thở luôn. Anh chưa kịp thở luôn á. Thiệt ghê, thông minh. Được, một đều. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ 22. À vậy hả? Nhỏ hơn anh tuổi. Dạ chú, dạ. Tập trung chú. Đây. Mỉm cười. Giỏi, 2-1. Ghê thiệt. Cổ nhanh đó, mỉm cười. Anh mỉm chưa kịp cười luôn. Dạ đó, ghê thiệt. Cái này phải quằn quại lên nha anh. Ừ, trời. Cầu hôn. Không phải. Không phải. Khủy gối. Cái thái độ nó khác nữa anh. Thái độ nữa. Cầu xin. Thành khẩn hơn đi anh. Gian xin. Đau khổ. Năn nỉ. Ráng đi. Ráng đi. Đúng rồi. Cái gì? Năn nỉ. Đúng rồi, năn nỉ. Dạ. Yeah. Thôi mình chơi thêm cái nữa đi, cho nó đầy đủ. Cái gì? Trúng tìm. Giết đồ hả? Không đúng phải, không phải. Không phải. Còn thiếu cái này nè. Ai vậy? Trốn chạy. Chạy trốn. Đó, chạy trốn. Giỏi. Rất tốt. Nếu mà quay ngược lại chưa chắc gì anh thông minh như tụi em. Dạ, thì rõ ràng là các bạn cũng dường như là bắt nhịp khá là nhanh. Bắt nhịp với những cái công việc hay là việc học của mình đúng không nào? Chúc mừng bạn. Như vậy là tỷ số là 3-2. Cũng rất là xuất sắc với nhau. Người nào ai, người nào hay. Chúc mừng Nghi với phần ưu thế của mình. Nào, chúng ta quay trở về với vị trí phòng khách. Và bây giờ sẽ là huy hiệu thần bếp của bạn nha. Với nội dung bên trong số 3 là thử một lần, nhớ một đời. Wow, là sao? Thử một lần, nhớ một đời. Đó là một cái món mà rất là miền Tây. À, ba khía trộn gỏi đu đủ. Trời ơi. Ờ. Xuất sắc, cơm nguội ra ăn với ba khía cũng ngon nữa anh. À, đúng rồi, rất là ngon. Thế là anh mới nhờ một người em, một người khán giả của anh ở Cà Mau. Dạ. À, gửi lên cho anh 10kg ba khía. Cái gì 10kg hả? Ăn là 10kg. Trời ơi, em vô siêu thị em mua chút xíu một nhúm thôi em ăn cả tuần. Còn ăn 10kg anh ăn chừng nào hết. Anh đi anh định tự làm. Tại ra bán một dĩa tới 200 ngàn mắc quá. À. Anh mới nhờ bà xã anh làm. Thành công không anh? Anh nghĩ ăn tới giờ luôn á. Anh nghĩ ăn sao nãy giờ chị nhà được khen nhiều dữ vậy ta? Đang muối lại và gửi lên cho anh 10kg khác. Dạ. Như vậy là anh ấy đã chia sẻ sở thích của mình đậm chất miền Tây luôn. Và chúc mừng bạn Nghi, bạn đó có được huy hiệu thần bếp tương đương với đặc quyền đầu tiên là bạn được chủ động chọn một trong hai món ăn. Đây, hai món mì Quảng và sườn muối mặn chiên. Em sẽ chọn món sườn muối mặn chiên. Ồ, và đây, mì Quảng đương nhiên thuộc về em rồi. Ô, trời, gương mặt em thật là tự tin. Hả? Wow, em tự tin dữ vậy. Thường em nấu mì gói hả? Em chưa bao giờ nấu mì Quảng hả? Rồi, chúc mừng em nha. Nghi ơi, em muốn chọn bếp bên nào đặc quyền của em đó? Vậy em sẽ lựa bên phải. Bên phải ha, như vậy bên trái của em ha. Dạ. Yeah. Tất cả đã sẵn sàng và bây giờ xin mời anh Lâm Hùng cùng với hai fan hâm mộ ngày hôm nay của chúng tôi bước vào bếp. Quý vị đừng đi đâu hết, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Yeah.
Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ anh Lâm Hùng đang đứng trong gian bếp nhà em. Bạn Nghi chọn mới bên đây thì dưới chân bạn là một cái tấm ván, trên đó có rất nhiều nha đam. Nó ít có trơn lắm em, nên hãy thật là cẩn thận. Còn với bạn Thanh thì dưới em là một tấm ván, không phải nha đam mà là nước rửa chén. Anh thấy em chèn bẹt nãy giờ. Tội hai em dễ sợ, đổ vậy đâu có té được nhiều chút nữa. Anh đổ ngay chỗ MC với anh nè. Nữa luôn hả? Ghê thiệt, anh Lâm Hùng chịu chơi lắm nha. Và bây giờ không biết là cái điều kiện địa hình nó khá là trắc trở như vậy có gây cản trở gì cho các bạn trong quá trình chế biến thức ăn hay không. Nhưng hãy lưu ý, có rất nhiều cái tờ giấy nhỏ ở vị trí của món nguyên liệu phụ hay chính nào, chúng ta phải đọc cho anh Lâm Hùng. Anh phải vượt qua cái thử thách trên tờ giấy đó thì mới được quyền sử dụng những cái món nguyên liệu phụ hoặc nguyên liệu chính đó nha. Xin mời Lâm Hùng vào vị trí phòng khách. Rồi, xin mời hai bạn đeo bao tay vào và chế biến thức ăn. Với vị trí phòng khách này thì đang có sẵn sàng những cái món để cho lát nữa anh Lâm Hùng vượt thử thách. Anh thấy những món này quen thuộc chứ ạ? Anh thấy quen thuộc lắm. Hai bạn làm đi, hai bạn dòm tôi quá vậy. Dạ, tại vì em muốn làm là tại cái món này có cơm mà em không có gạo, bây giờ muốn có gạo là hai anh phải thực hiện thử thách. Dạ, thôi đương nhiên rồi. Đầu tiên là chọn ngẫu nhiên một trong ba miếng bánh mì kẹp trong đó có ba loại nhân để ăn. Ok, cảm ơn em ha, ba miếng bánh mì. Đây, kính thưa quý vị, đây là món khai vị ngày hôm nay. Gồm miếng ba miếng bánh mì khác nhau, bên trong đây chứa đựng điều bí ẩn nào chúng tôi chưa biết. Có thể bên trong đây có thể là mứt bơ, mứt đậu phộng, mứt dâu các kiểu, các loại pate, bơ thơm lắm. Anh sẽ làm gì với cái ba miếng mì? Anh lựa đi, 1, 2, 3, anh chọn miếng nào? Anh chọn ở giữa đi. Anh chọn món miếng ở giữa, rồi xin mời anh Lâm Hùng. Ăn luôn hả? Dạ, ăn chứ. Cầm nha, rồi làm một phát một nhanh. Cái gì ăn hết luôn hả? Ăn đi anh, ăn miếng thôi. Miếng thôi không? To ra. Cái gì vậy anh? Thử miếng nữa mới biết. Ủa vậy hả? Wow, chắc ngon rồi, rồi an toàn rồi. Chưa biết nữa, thử miếng nữa. Trời ơi, chắc quý khách chúng tôi đói bụng dữ lắm rồi. Dạ miếng nữa đi anh. Không, cái này em hỏi nhân gì đúng không? Dạ nhân gì anh? Giống như tương đen vậy. Ủa tương đen hả? Ủa trời ác vậy, anh mở ra coi. Đúng rồi, phải không? Tương đen phở á. Vậy là an toàn. Không thấy cũng ngon à. À, vậy món mới nha anh. Nhà thiếu ba tê. Để ngày mai về, anh làm thử. Dạ, cho bà xã ăn đó nha anh. Làm đúng rồi. Vậy không biết là hai cái miếng bánh mì còn lại là nhân gì ha. Em lật ra nha. À, bơ nè. Ngon nè. Ngon nè. Đây là gì đây? Cái này mới chết. Cái này MC ăn đi. Ná thở luôn á. Thiệt, em ăn xong là em nín luôn từ đây đến cuối chương trình luôn á. Ghê thiệt. Trời anh Hùng ơi, xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi. Giúp em biết cần sử dụng gà nhưng mà có thử thách là dùng đũa và xếp hàng chỉnh tháp đai ốc 10 con trên bàn. Dạ rồi, ok, 10 con ốc. Đây 10 con đã sẵn sàng. Con ốc này anh dùng cái đũa này ha. Anh dít, anh không được dùng tay để chạm vào bờ ốc. Anh để như vậy. Đó, anh để như vậy. Xong cái con tiếp theo anh phải để, anh canh nó để nó thành một đường thẳng như nè. Trời ơi, ác gì. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mộng. Đó, hợp lý anh. Trời ơi, thiệt cảm ơn tinh thần của anh Lâm Hùng lắm. Đó, anh chịu chơi lắm quý vị à. Ăn tiếp đi anh. Không ấy giờ anh vừa làm em vừa thoát lát anh được không? Hả? Hả? Khó ha. Không được. Rung tay. Rung tay. Trời chứ khó anh, phải tập trung nha. Khó lắm à. Mấy cái đầu nó dễ lắm. Hèn, càng cao lên nó càng khó. Chừng nào anh chinh phục được cái tháp 10 con ốc này, bù lon này á, thì bạn Thanh mới được dùng con gà đang quéo da. Mười, mới bốn à. Anh mới bốn thôi, ngưng. Ngưng, nghỉ chơi vậy đó, được không? Rồi không có gà ăn luôn. Mì quảng phải có miếng gà anh ăn. Đúng rồi. Mì quảng tập hợp nhiều thứ trong đó lắm. Đừng rung tay à, không biết tối hôm qua anh có ăn chân gà không mà tay anh hơi rung nha. Anh ơi, đổ làm lại từ đầu uổng lắm nha anh. Bình tĩnh nha, mình nói chuyện nhưng mà mình phải tập trung vô cái nhiệm vụ của mình nha. Nó hơi nghiêng rồi đó. Nó nghiêng. Thằng hơn là mình để thẳng thì nó... Thế em mình nín thở đi, mình đừng nói chuyện. Thế em nói hoài vậy. Không ấy, em phải bình luận, em phải chạy phụ đề dưới nó mới hấp dẫn cái bộ phim anh ơi. Cái chừng làm gì vậy? Ôi, em không đá vậy đâu, em không dám đá vô bàn luôn á, em sợ quá. Tại em sợ đổ lắm á. Đó. Úi giời ơi, nó rung kìa. 2, 4, 6, 8. Cái gì vậy? Cái 10 mẫu con tôi để đâu tôi để chứ. Ok, chơi vậy. Anh cười hoài rung tay. Cái này MC này là kiểu như là... Lẹ đi anh ơi. Còn cuối cùng nè. Không. Cái vòng nó làm hết rồi. Mười rồi nè, lấy gà đi, lẹ lên. Em lấy gà đi, 10 rồi đó.
Trời ơi, trời, anh chơi da chơi lại anh luôn anh. Ủa thì em sắp đúng 10 thôi chứ đâu, chương trình đâu có giao. Ủa anh là ca sĩ Lâm Hùng chứ anh. Anh là ảo thuật gia luôn. Ghê thiệt. Anh dịnh về quay cho em nha. Dịnh về quay. Dịnh về, đó ok. Dịnh về quay đến khi nào mà có thử thách tiếp theo rồi buông. Ok. Ghê thiệt. Em ở bên kia có gì đó thử thách luôn nha. Để không anh mỏi với em. Ừ. Em đợi sườn lâu lắm rồi. Ừ, đó đó. Em có thử thách gì đọc cho anh nó làm luôn. Làm đi, tôi mỏi lắm rồi kìa các bạn. Thử thách nè, dùng đất sét và nặng được 3 loại rau củ quả bất kỳ để người chơi và MC đoán được đúng tên. À, rồi, anh lấy đất sét đi. 3 trái là được, rau củ quả. Bây giờ mình nắng trái dưa leo. Dưa leo hả? Anh nói em chi, anh phải nặng sao để em đoán á. Dưa chuột. Em chưa đoán luôn á. Dạ. Ờ, cái này giống nè. Đó, cái này cái gì? Cái cà. Cái cà nào mà cái cú nó vậy? Lá đâu? Hả? Cà lá đâu? Ghi vô. Ghi vô? Ghi chữ lá vô. Ồ, phải quy định nữa hả? Wow. Anh có khi nắng tới mai chưa ai đoán được luôn. Cái này cái gì? Củ. Củ khí khía. Củ luôn. Củ tỏi. Củ tỏi. Khía là thấy không? Khía người ta khò tỏi là cái khía mập mập. Còn anh bóp bóp vô giống như cái khế vậy đó. Ok, chúc mừng em. Em xài món đi. Thôi, còn em. Không cho nghỉ giải lao luôn. Còn em. Vừa lắc vòng vừa di chuyển mang nguyên liệu đang thiếu từ phòng khách đến bếp đưa cho người chơi. Rồi xong rồi. MC đó. Anh á, nghệ sĩ mà. Ủa vậy hả? Dạ. Chứ phải MC hả? Không phải. Anh vòng nè. Lắc cái đài được không? Miễn sao lắc thôi. Ừ, miễn lắc thôi chứ. Ừ, đúng rồi. Lắc vòng mà. Ừ. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Ừ, để nguyên biên sao mình làm vậy thôi. 2, 3 đi. Đó, đó. Quất quất. Đạn lên. Cổ lên. Đào quất bể hết đồ của em nha. Sợ. Rồi. Chúc mừng anh. Hết thì hết. Nhưng mà giờ anh phụ á, được không anh? Em cũng muốn anh Hùng phụ gì em á. Em được quyền một lần kêu anh phụ. Anh Hùng cắt cà chua giùm em. Cắt cà chua phải không? Sắc cà chua. Rồi sắc cà chua đi anh. Một lần một. Vô trong anh. Sắc cà chua. Ghê ha. Biết tận dụng quá. Gặp anh là anh có huy hiệu thần bếp. Anh nói anh Hùng nấu giùm em hết luôn. Xong. Vẻ đây, sườn non hen, thơm quá, có gân nữa kìa. Sao, em bên này sao ta? Đấy, trời ơi. Mình đi ra ngoài để cho hai bạn có không gian để chế biến hơn. Cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Anh cũng nghe mùi thơm lắm á nha. Dạ, hấp dẫn lắm nha, khú giác được kích thích rồi đó. Đúng rồi. Các vị giác sẽ cảm nhận như thế nào thôi. Một bên là sườn, muối, mặn, chiên. Một bên là mì quảng. Dạ, đây là món chắc sở trường của bạn Nghi. Đâu ra bạn làm rất là nhanh và nhìn rất là đẹp mắt. Anh thấy thương em quá. Không sao, không sao. Dạ. Rồi, với hai món ăn này thì không biết là anh sẽ muốn thưởng thức món nào trước ạ? Anh thử món này trước đi ha. Món này của mẹ anh ngày xưa hay làm cho anh ăn. Hy vọng là cái hương vị ngày xưa, cái không khí gia đình, cái tình yêu thương của mẹ đã dành cho mình nó sẽ được quay trở lại với món này. Hấp dẫn ha, cái màu sắc nó đẹp lắm nha. Anh có ý kiến chút xíu là dạ. Nhưng mà em làm á là em phải cắt nhẹ nhẹ đây. À khứa à, đúng rồi, để cho màu khi mình trong. Khi mình ướp á là nó thấm vô trong và khi dạ. Mình chiên á thì nó sẽ mau chín ở trong. Dạ. Không? Nó hấp cái nhiệt độ bên trong nó nhanh hơn. Đúng rồi. Rồi, chúc mừng bạn Nghi. Đây, món mì quảng mời anh luôn ạ. À. Đó, coi cái vị nước lèo như thế nào nào. Với rất em nhiều... có thử không? Dạ. Sao em chép chép hoài sao em thử được? Wow. Wow. Làm miếng mì quảng đi anh. Đó, thêm xúc miếng rau vô à, hen. Đó, thêm miếng bánh đa vô rồi. Đó, thêm cái miếng nước chấm nè đó. Thí dụ có lạc miệng quá, cái khẩu vị anh mặn mà. Cái này nó cũng, em biết nó ngon gì nè đó. Dạ. Trời âm thanh kìa. Rồi quan trọng là nó hài hòa lại với nhau hay không. Đấy. Vừa miệng ăn đúng không ạ? Vừa miệng ăn. Như vậy anh Lâm Hùng sẽ quyết định món ăn nào giành chiến thắng ngày hôm nay ạ? Ừ.
anh thích món mì Quảng. Mì Quảng, chúc mừng bạn Thanh. Như vậy là bạn đã chiến thắng với phần thưởng của Khẩu Vị Ngôi Sao. Rồi, xin mời hai bạn ra nhận thưởng. Và đây chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho bạn fan hâm mộ, đó chính là Tuyết Thanh đã giành chiến thắng ngày hôm nay với món mì Quảng. Xin mời anh Lâm Hùng sẽ trao tặng phần thưởng này cho Tuyết Thanh ạ. Anh cảm ơn em đã nấu một món mì Quảng rất là ngon. Đây là phần thưởng của chương trình dành cho em. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Thành thấy cảm giác như thế nào khi ngày hôm nay được tiếp xúc với anh Lâm Hùng, một con người rất là điềm đạm nhưng mà dễ thương, đáng yêu nè. Thì lần đầu tiên em được tiếp xúc với lại một thần tượng lúc nhỏ của em. Thì nói chung là anh rất là dễ thương, rất là hài hước và mặn mà. Mặn mà lắm nha. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn bạn Tuyết Thanh. Còn với Nghi nè, có thấy tiếc hay gì không nè, khi mà không được giành chiến thắng ngày hôm nay? Dạ không, em nghĩ là em không mang đến cảm giác ngày xưa nhưng em mang đến cảm giác mới lạ. Ôi đó, mặc dù là không có làm cho anh quay về với quá khứ tuổi thơ, nhưng mà cũng là một kỷ niệm vui trong ngày hôm nay mà. Cảm ơn bạn Nghi rất nhiều với tình cảm mà bạn đã dành cho anh Lâm Hùng. Và xin cảm ơn Lâm Hùng, mong là anh luôn mãi phong độ như vậy để có thể khiến cho tất cả các fan hâm mộ dành tình cảm và luôn theo dõi những sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.